khu vực cảng này đang sửa chữa nhiều á, đi qua thấy nhiều cái công trình nhỏ 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 là ô cái nhà này người ta xây kiểu nhà kiến sao trở a mặt cờ tiền bên kia, ngồi nhà này thích thang xây xong lên rồi ở trước thì là đường yên tĩnh, ở sau thì kêu cảng, sau này khu vực này không phải là cảng mà rất là đẹp luôn, rất là yên tĩnh luôn. Wow, anh em coi lô đất trống này, ở đây xuống làm cái căn đi mình cũng thích này. Khu vực này người ta đang xuống các cái cọc bê tông. Nếu mọi người xem video trước thì biết là những cái cọc này người ta sẽ đóng dọc cái khu vực bờ kè bên ngoài này nha, để nó giữ cái mặt bờ kè không sạt lở nữa. Tại vì khu vực này chỉ là san đất qua thôi, ngày xưa là nó kiểu cũng hơi dúng đầm lầy, nhưng mà đi vậy thì nó lại không ok. Đó, anh em thấy chưa, cái bọng này nè, ở trên nó khung sắt á, nhưng mà người ta làm sơn giả gỗ cũng khác đấy, giận không? Đó, nhìn đây, ta nói chỗ đây chụp ảnh cưới cũng được luôn nghe anh em. Đấy, anh Tử Tú đứng ra đây chụp này, lấy view chọn quá đỉnh. Tại cái cảnh này rất là chill nè, con thuyền ra khơi nè. Ok, hello anh em, hiện tại thì đang xuất hiện trên đường Lê Duẩn nha mọi người. Hôm nay 10 giờ sáng thì có lẽ là chúng ta sẽ đi loanh quanh thành phố để xem thử có cái gì hay ho hay không nha mọi người. Trời hôm nay thì có ảnh hưởng bão một tí nên nó vừa râm râm, nó lại nắng, phù hợp để đi chơi. Đấy, nhưng mà ngoài thì gió rất là kiểu cũng hơi mạnh á. Đây thì còn phải bao bịt lại chứ không thì sẽ bị kiểu bị rát mặt đâu mọi người. Còn ánh nắng như vậy thì phù hợp để chụp ảnh vui chơi. Con đường này thì rất là yên bình và dễ chịu rồi. Hôm qua thì đi cập nhật tiến độ các dự án thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái lộ trình thế này. Ta sẽ di chuyển trên trục đường Lê Duẩn này qua Nguyễn Tất Thành nha mọi người. Sau đó thì sẽ di chuyển đến ngay Đông Đa, ngã năm Đông Đa. Đấy, sẽ di chuyển về con đường Đông Đa, ghé thăm con đường Ngọc Hồi một tí. Lâu quá rồi cũng không ra ngoài đó xem thử là có gì thay đổi hay không. Xong rồi thì chúng ta sẽ cập nhật tiến độ của chị Anh công viên Đông Đa. Rồi, chắc có lẽ là điểm cuối cùng là khu vực nhà rầm đó mọi người, để xem thử hôm nay người ta xây như thế nào. Và nếu như mà mọi người muốn ngắm thành phố cùng đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi video nhé. Có lẽ là cũng sắp vào thu rồi. Thực ra các tỉnh miền Trung ấy thì nó không có mùa thu rõ nét, nhưng mà ở một cái giai đoạn hoặc một khoảnh khắc nào đó chúng ta sẽ có cái cảm giác này nha. À, chuẩn bị tới trung thu nữa rồi nè. Trời, có những ngày nó sẽ mát mát thế này. Rồi mùa lá rụng á. Đấy, thỉnh thoảng chúng ta sẽ đi qua tới một vài cái cung đường sẽ có những cái hình ảnh như thế này. Rất là thu, rất là Hà Nội. Nhưng mà có một điều ám ảnh đối với vợ mình, đó là khi mà trời mưa, hoa sữa nở. Thế là hoa sữa rất là gắt. Vợ mình bị viêm son, thế là không có thể nào mà đi những cung đường có hoa sữa được. Mấy đang thắc mắc là tại sao là hoa sữa vào thơ, ca, bài hát lại hay như vậy. Nhưng mà đến với tôi thì lại nó thế này đây. Đó, nó khác nhau về thời tiết mọi người. Mưa, nó ảnh hưởng nhiều lắm.
hôm bữa trước Thi quay về cái mảnh đất của anh bạn của Thi á, đang muốn sang nhượng, là ngay điểm nào chúng ta có thể đi vào được nha mọi người. Nên nếu mọi người mà chưa xem video trước thì có thể hình dung này, cái hẻm bên tay phải của Thi này, nên là cái kết nối ra khu vực này cũng khá là gần, về chợ này, về quảng trường, về cầu xe Quy Nhơn rất là ok luôn. Đặc biệt là khu đất này thuộc về phường Lê Hồng Phong nha mọi người. Tại vì sao thì hay để ý đến cái phường? Tại vì ngày xưa anh bạn Thi á là mua cái mảnh đất đó đó, thì vốn với cái mục đích là để cho đăng ký con học vào trong trường Lê Hồng Phong. Tại bây giờ mỗi suất học thì bị ngoài những cư dân ở phường Lê Hồng Phong ra thì những cư dân khác xin vào rất là khó luôn. Đấy, và đôi khi thì nó kiểu cũng cần phải có một cái gì đó không rõ nét hết. Đấy, nhưng mà bạn đi tính toán rồi, hai đứa thì lời được mua mảnh đất xong, về vốn thì lời cũng được gần trăm chai. Đấy, nên tính đi tính lại thì bạn mua mảnh đất, sau khi xin con học xong thì bạn muốn nhượng lại cho anh em nào có nhu cầu xin con học ở trường ở đó. Đấy, thì tùy kiểu, là có thể là chúng ta đang có một cái mong muốn cao nào đó đưa cho cái trường học, cái môi trường giáo dục. Anh bạn chia sẻ như vậy, còn về rõ nét là tại sao mà lời được một sắp xỉ trăm chai thì mình cũng không rõ nha. Đấy, mua đây xin học thì lại không tốn trăm chai kiểu vậy, thì không rõ về cái chia sẻ này. Nên là anh em nào mà muốn tìm hiểu về cái đoạn này thì có thể là liên hệ sau, mình giới thiệu cho bạn mình để tìm hiểu nha. Đây là câu chuyện kể lại thì cũng không rõ là chi phí nó như thế nào. Và chúng ta đang di chuyển trên đường Đống Đa á mọi người. Ok, vòng qua khoa xanh để cập nhật cái khung cảnh của đường Ngọc Hồi nha. Sau đó quay xuống luôn cái công viên. Lâu quá rồi, chắc cũng cả tháng rồi mình mới đi lại con đường này nha. Ngọc Hồi thì nó có một cái mạch giáp với lại đầm. Nhà ở đây thì phải nói là view cảnh thì khỏi chê. Tuy nhiên nó có một cái điểm trừ là vào mùa gió thì chúng ta phải kiểu như là ta hướng mặt ra với lại gió đông bắc nè. Đây đang lúc chiều lên, nếu mà chiều xuống thì anh em cũng có thể là thấy được các cái hình ảnh các cô chú đi nhặt những cái con gì ở đây này, con ngao, con sò hay là con gì mà nó ở trên những cái trụ ấy, không biết tên mọi người ạ. Đây, cảnh đầm quá là chiêu, quá là đẹp, quá là thơ, nhưng mà gió thì cũng bơ phờ luôn. Gió thế này thì nếu mà đi tiên thúng ra ngoài lắc cực kỳ lắc luôn. Và không biết rằng là cái mùa nước động thì có cá nhiều không ta. Hôm nay bị ảnh hưởng bão nha. Ngày xưa thì có một câu chuyện là cái mùa bão thế này nè, có nghĩa là cuối bão hoặc là đầu bão á, thì các cái con thuyền nó đánh trong ngày nó thường lướt lắm, lướt ra ngoài tại vì biển động thì cá nhiều. Đấy, có một anh em kia, nhà kia bốn anh em trai luôn đi, xong rồi ba người ở lại một người về, do con thuyền nó bị đánh chìm, còn họ đi con thuyền khác. Đấy, nên là ở đường Xuân Diệu á mọi người, gia đình ở hiện tại vẫn đang ở đường Xuân Diệu, nên là kiểu mình vừa ngắm biển vừa nói chuyện cho vui thôi. Bên kia là cái cảng Nhà Thanh, hôm bữa trước thì hay đi bên đó, nhưng mà hôm nay thì chúng ta đứng từ đây ngắm qua cũng được nha. Hôm nào rảnh thì mình đi qua đó đi. Ok, trên kia thì là cung đường Võ Nguyên Giáp nha. Các bạn chạy lên sát chân cầu không nha. Thôi, làm biển tí được. Đây nha mọi người, phần này. Cái phần đất này thì cũng có một số người đang muốn sang nhượng lại nè. Anh em nào mà muốn
sáng ra hưởng được gió biển thì mình có thể ghé vào đây. Thì có nhiều cách để chúng ta có thể mua được đất ở đây. Một là chúng ta tìm những sale nào rành rọt thì gửi nhờ họ mua. Hai thì chúng ta liên hệ thẳng với những số điện thoại như thế này đây. Đấy. Nói chung bán đất thì nó có nhiều cách để tiếp cận người mua. Đấy, một trong những cách là thế này. Viết số lên đó. Ok. Thì những căn nhà này thì là mặt tiền của nó là ở bên đường Đống Đa nha. Còn những căn này thì nó sẽ có hai. Một là hẻm bên sau và mặt trước. Cũng khá là thông thoáng. Nếu mà chúng ta ở tương tự như bên kia này mọi người. Đấy. Nó sẽ có cái con hẻm riêng ra đó. Nó có khoảng hở giữa hai nhà. Đấy. Còn nếu mà anh em nào ngại phải liên hệ thì cứ IP cho Thi, để Thi liên hệ thì tìm cho, để tiền hoa hồng cho anh em. Ok. Để xem. Hôm nay chúng ta đi ngắm đầm Thị Nại trên đường Ngọc Hồi nha anh em. Ok. Tiếp tục để cập nhật cái tiến độ của bên công viên Đống Đa đi mọi người hẹn. Đây, đất đai khu vực này vẫn còn, mọi người cứ xem. Ok thì lượm theo cái đám chủ được ông nào đó, nhưng mà đi thấy nó cũng hay hay nên là giới thiệu mọi người nha, chứ không phải đám chủ để bán đâu. Thì rất là đam mê bất động sản, nhưng mà kiểu duyên của Thi nó cũng cạn với bất động sản lắm. Đợt rồi ít giao dịch quá mọi người ơi, đói meo luôn. Nhưng mà kiểu vẫn thích làm duyên cạn, nhưng mà thôi làm riết cho nó sâu. Bên đây có công viên này. À, cái vụ mà hôm bữa trước hoa hồng 300k mọi 300 chai á mọi người, xử lý xong rồi nha, kiểu chủ đã trả rồi. Trong đó là một tin vui cho anh em môi giới, phải quyết tâm, phải mạnh mẽ trong cái khuôn khổ pháp luật kìa. Ok, chào mừng anh em đến với lại công viên Đống Đa. Hôm nay có một cái hình ảnh khác này. Quá khác cho chúng ta luôn. Mình sẽ dừng xe ở chỗ mát mát để mình đi cập nhật cái tiến độ nha. Wow, càng ngày càng khác luôn, càng ngày càng đẹp. Cái này bị chuẩn chỉnh nè. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái vòng ngắm cảnh mát rượi 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 luôn. Ở trên này thì phải nói là chiêu về đầm thì không thể chê vào đâu được. Để chỗ này ngồi, Thi nghĩ là sau này người ta sẽ kiểu chà nhám hoặc là làm lát đá hoa cương lên để chống cái sự dơ bẩn như thế này. Nhưng mà ok nè, để kéo cái cam xuống anh em thấy chứ không nhiều khi cái cam nó dính lên trời á. Đó, đi xe thì gắn cam để thì ok, nhưng mà đi giày thì nó lại không ok. Đó, anh em thấy chưa, cái vọng này nè, ở trên nó khung sắt á, nhưng mà người ta làm sơn giả gỗ còn khác không? Đấy, chẳng không. Đó, điểm này ta nói chỗ đây chụp ảnh cưới cũng được luôn nghe anh em. Đấy, nam thanh nữ tú đứng ra đây chụp nè, lấy view trọn cảnh này quá đỉnh, lấy cầu luôn. Wow, không thể chê được rồi mọi người ơi, quá đẹp đi. Ta nói phải làm sớm rồi chứ đâu phải nay mới làm, nhưng mà đẹp cũng bất ngờ đấy. Hồi bữa trước Thi nghĩ không đẹp đến mức này đâu,
nhưng hôm nay thấy là quá ok. Hôm vừa trước đây toàn quay cái nhà vệ sinh đây thôi, nó đẹp. Nhưng bây giờ nguyên cả cái không gian đều đẹp hết, quá đỉnh, quá là ưng bụng luôn. Dọc ở đây mình view đầm lúc nào cũng là số 1. Ở mặt trước đang làm gì ta? Đang thấy có một số biểu tượng kìa. Ở trên đây định xây gì vậy chú? Trên đây người ta định xây cái gì vậy? Xây nhà lên trời nè chú. Xây cái gì ngắm cảnh? Nó làm nữa. Yeah. Càng ngày xây càng đẹp ạ. Làm công viên mà xây kiểu quá kiểu cách rồi. Vậy xây kiểu cách vậy? Dạ, yeah. Cảm ơn chú. Lạ quá, lâu lâu đi thấy lạ quá à. Đây là cái vùng giống như là thanh diễn này, xung quanh là khán đài này, đẹp mê ly luôn. Nào mà an toàn thì tổ chức du thuyền trên đây nữa thì quá đỉnh. Đó là những cái thuyền mà an toàn chở khách đi dạo á, kiểu dạo có những cái bến đó. Đi dạo trên này thì quá đỉnh, không chê vào đâu được, nhưng mà phải đảm bảo an toàn nghe. Bên đây sau này mình qua Hải Giang đồ rất là tiện nha anh em. Kết nối với lại Đại Phú Gia. Qua bến du thuyền Xuân Diệu nữa thì thôi, nguyên cả một cái hành trình quá là vui nhộn. Nó cũng xem như một cái tour du lịch nhẹ để khách ghé Quy Nhơn vậy. Lại gần thì mình thấy mấy cái thanh này nó như thế này thôi nha mọi người, nhưng nhìn xa thì đúng là nó thuộc về nghệ thuật á, nhìn xa cũng rất là thích mắt, nhưng lại gần thì kiểu thế này thôi. Đấy, nhưng nhìn từ xa rất là thích luôn, rất là cuốn ngay. Ok, được nhớ anh em. Lại đứng đây, đứng là trung tâm của cái công viên, nhìn ra đầm một cái nữa rồi mình di chuyển đi về nhỉ. Wow, công viên đóng ra hiện tại nha mọi người, rất là đẹp luôn. Ai lãnh đen mình ghé thăm nha. Đây cái cảnh này rất là chill nè, con thuyền ra khơi nè. Khung ảnh này đẹp nha mọi người, con thuyền, cây cầu và xa xa là điện gió Phương Mai luôn, quá là chuẩn chỉnh. Đây, anh em nhìn đây thấy hết không ta? Chắc hết nhỉ. Ok, ta di chuyển thôi nha mọi người, nếu mà ở xa thì ghé thăm đi để ngắm cảnh kỹ hơn, còn nếu người dân Quy Nhơn thì sau khi xem cái này thì qua kiểm tra thử cái video này đã đúng hay sai. Đi về thôi. À không, chúng ta còn một cái địa điểm cần phải cập nhật nữa, đó là khu vực nhà rầm, nên là đi thôi. Cứ nhìn những cái tán cây xanh này là Thi lại nhớ 20 năm, à 15 năm về trước. À, khoảng 20 năm trước. Trời ơi, những cây xanh mà kỹ như thế này á, bạn bán cả trăm chai, hơn 200 chai cũng được luôn. Nhưng bây giờ thì chắc nó rất là rẻ lắm. Nhà Thi có vài cây, muốn bán 10 triệu chai không ai lấy. Và 100 triệu một cây mà không ai lấy.
5 chiều cũng bán luôn. Giờ phải cưa kìa mọi người. Ngày đó có những kiểu như nó là cái hàng hàng đặc biệt đi. Nó chỉ sốt một thời gian thôi. Có những anh ảnh đem về lúc đó vàng đâu đó tầm khoảng 500k. Đấy. Mà 500k một chỉ nha. Vàng 98 đó mọi người. Vậy mà cái cây cảnh đó được 30 triệu á. Mà không bán, không mua, không chịu bán, có người hỏi không chịu bán. Sau đó nó chết. Và những người trồng cây hàng rào á, trồng cái hàng rào thông thường nó khoảng 150m thôi, bằng những cái gốc xanh nhỏ nhỏ đầu ngón tay cái cầm tay thế này, trả 70 triệu mọi người ạ. Chết, không bán, giữ lại. Thì sau đó người ta không mua nữa. Lúc đầu 70 triệu, sau nó giảm còn 30 triệu. Nhưng mà không ai, sau đó người mua bắt đầu ép dần, bán dần, rồi không mua nữa. Cuối cùng xách cưa đi cưa hết. Nhưng mà trong những câu chuyện đáng tiếc như vậy thì cũng có những gia đình họ rất là nhanh tay lẻ mắt luôn. Đấy, rẻ đắt gì không biết. Ngày xưa tới trồng chơi cơ mà. 30 chai, 20 chai những cái hàng rào như vậy. Cái cây xanh như vậy, 15 chai bán luôn. Và họ có một khoản tiền dư. Ta nói cơ hội á, đôi khi bạn vẫn nắm tiền, nhưng mà bạn không tận dụng cơ hội, hay là bạn đang chờ đợi một cơ hội tốt hơn. Thành ra tránh ra là bạn tham quá thì bạn sẽ thâm. Đấy. Nên là giàu có đôi khi nó cũng đến nhẹ nhàng như vậy thôi mọi người. 70 triệu tính ra được 2 cây vàng vậy. Lúc đó một cây vàng nó 5 triệu chứ. Được cả chục cây. Wow. Chục cây mà tới bây giờ tự nhiên vàng nó khác hẳn lên. Đó là thi quy ra như vậy. Hay là thi nhớ nhầm nhỉ? Hồi đó 2 triệu rồi, vàng 2 triệu. Ok. Vàng 2 triệu. 2 triệu thì bạn cũng có được rồi. 1,5 cây nếu mà 30 triệu, 70 triệu thì bạn có được. Khá khá rồi. Có được khoảng hơn 3 cây. Hơn 3 cây vàng. Bây giờ 3 cây vàng nhân lên là tầm nhân 70 thôi. 270 triệu. Trời. Có một sự khác biệt. Nói chung là nói chuyện vậy thôi nha. Chứ chúng ta không thể trở lại được quá khứ, mà chúng ta chỉ có thể rút ra được những bài học từ những câu chuyện của quá khứ thôi. Lại di chuyển tiếp trên đường đóng đa nha mọi người. Kiểu nói chuyện ra đi đường nó đỡ lan man, nó đỡ chán đó. Chứ thật ra những chuyện đã qua thì không thể nào trở lại. Và ngay thời điểm đó mình, nếu mình là người như họ thì mình vẫn tham cơ mà. Có lẽ cập nhật về cải tiến độ của nhà rồng thì Thi sẽ chủ yếu cập nhật ở khu vực mình tiếp cận bên đường Phan Chu Trinh chạy qua nha mọi người. Như vậy thôi. Hoặc là thêm một tí thì đường Lê Văn Hưu ở khu vực trung tâm. Còn khu vực bên cảng cá thì hẹn dịp khác. Mà nó cũng tương đối. Phải đi lòng vòng. Và video của chúng ta thì cũng đã dài rồi. Ui. Ta đi trong khu vực này thưởng thức cái đặc sản container. Hôm bữa trước có một bạn bảo anh vào cảng sao anh không chỉ thẳng mà anh lại rẽ phải. Thật ra mình cũng muốn chỉ thẳng vô trọng để kiểm tra người ta làm gì trong đó lắm. Nhưng mà muốn vào trong đó thì bạn phải có giấy. Xin phép. Và đường này thì không dành cho xe gắn máy. Xe gắn máy bạn có cái điểm riêng, bạn phải có cái đơn vị nào trong đó cấp phép đăng ký để ra vào cảng nha. Không phải là muốn ra thì ra, mà muốn vào thì vào đó, xe người ta đứng chờ kìa. Chính vì vậy nên là
cái đội ngũ mà vận hành ra vào vẫn có rỉ rả đó thôi. Muốn nhanh thì phải chịu chi thôi. À, thấy công ty vận tải thì người ta rất là rành với cái đoạn đó. Đây cái xe gắn máy mà muốn vào thì bạn phải đăng ký làm thủ tục ở đây nha. Đây. Thực ra thì nếu mà làm theo thứ tự thì rồi cũng sẽ đến vàng, nhưng mà ai cũng muốn nhanh đó. Nên cuối cùng nó mới sinh ra lại luật chi thì nhanh mà không chi thì lâu. Ok, đây là mọi người. Hôm nay ta đi đường Nguyễn Dữ nè, xuống khu vực cảng này. Hôm vừa trước thì mình đi bên kia, mọi người thấy bên tay phải không? Lát nữa thì chúng ta sẽ qua đây, khu vực này nè. Ta xem trước một tí. Ở Quy Nhơn nhưng nhiều khi thì cũng không có di chuyển xuống những điểm này luôn á mọi người ạ. Kiểu cũng xấu hổ chứ, nhưng mà không sao, hôm nay cùng mọi người đi xem thì cũng ok hết. Dưới kia thì hết đường rồi, vào cảng dừng điểm này đi, xem sơ sơ tới khu vực này. Sau này thì đây xây lên hết, không có cái bến đậu thuyền nữa đâu. Là hình ảnh con thuyền đắm, con thuyền bị đắm, nó bị rã cốt rồi. Đấy, xem xong tí vậy thôi, đi tiếp. Khu vực cảng này đang sửa chữa nhiều á, đi qua thấy nhiều cái công trình nhỏ là ô cái nhà này người ta xây kiểu nhà yến sao trời. A mặt trời tiền bên kia, ô nhà này thích thế, xây xong lên rồi ở trước thì là đường yên tĩnh, ở sau thì view cảng. Sau này khu vực này không phải là cảng mà rất là đẹp luôn, rất là yên tĩnh luôn. Wow, anh em coi lô đất trống nào ở đây xuống làm căn đi, mình cũng thích nè, nhưng mà không có tiền thôi. Đẹp này mọi người, hôm nay cũng này ngon á, chán chưa, mình đi sao mình thích ghê. Còn nếu mua căn hộ thì anh ta ra đang ngăn với lại dự án đang xây cũng được hết á nè. Đoạn đường này hôm bữa trước người ta banh làm nên làm xong chưa, cũng chưa xong luôn nhưng mà đi được rồi. Rồi mình xuống mình cập nhật sơ tiến độ. À, bên này đang làm rồi. Ui trời ơi, đang làm rồi. Ta đang đèo cái đường gì chỗ đây trời. Thôi mình không đi đường này nữa. Họ đang chôn cái ống gì bên dưới á. Thôi, công cuộc đi cập nhật tiến độ khu nhà rồng tạm dừng ở đây hở anh em, hay là chạy luôn, công xuống đây rồi thì bò đi luôn nhờ. Ta nói cái tâm lý của thi nó cũng giống như bao người, ta đi xong cái tự nhiên muốn thấy khó khăn là muốn dừng. Dừng nhưng mà tính ra cái công sức mình bỏ, mình chạy một hơi từ trên dưới xuống ở đây, đó là mẹ muốn làm. Đấy là cái tâm lý này, nó có hai cái điểm rất là hay. Một là nếu mà người có tư tưởng tích cực và đi đúng hướng ấy, thì nó sẽ giúp con người ta thành công, vì chúng ta cảm thấy luyến tiếc những cái điều chúng ta đã làm. Khi mà chúng ta từ bỏ thì hãy nghĩ ra lý do tại sao chúng ta bắt đầu á, đấy câu đó lắm, nên là chúng ta thường phải làm cho đến cùng và nó giúp cho người ta thành công. Tuy nhiên á, những cái kẻ lừa đảo ấy nó cũng đánh vào cái tâm lý này của chúng ta này.
đó là mọi người khi mà mất một số tiền rồi cảm thấy trời ơi giờ nộp tiền vào thì khả năng sẽ không mất đấy, nên là cứ phải cứu riết rồi mất hết đấy. Đấy là cái điều mà chúng ta phải đề phòng nghe, chứ không phải thấy vậy rồi cứ cảm thấy mất rồi không giữ dần lại, mất ít mất nhiều. Ok, là quay lại cái câu chuyện tiếp tục là cái tâm lý ở mắt á. Nên nó ảnh hưởng là trong tài chính cũng vậy, trong đầu tư cũng vậy, nhiều khi chúng ta không biết dừng lại, không biết cắt lỗ, ảnh hưởng lắm. Đấy, chốt lại hai cái điểm, đôi khi là nó ở cái tình huống khác nhau thì nó sẽ mang lại cái kết quả khác nhau nha. Nên anh em xem đoạn này thì xem cho đủ, chứ không cảm thấy nó thiếu nói sai nữa nha. Điểm này thì nếu mọi người xem video trước thì cũng biết rồi, điểm cập nhật đi ra khu vực nhà rầm phía sau Antara, nằm bên đường này thì nằm bên cạnh Antara ở đây nha mọi người. Đường này là Lê Văn Hưu, bữa trước chạy rồi. Họ đang chạy các đường ống thoát nước này. Ống phía trước là BDE nha, mình coi xem thử, ở đây 168 này. Phi nha mọi người. Thằng này 140, hình như thằng kia 168. Ngày xưa bán ống cho Hoa Sen thì cũng thuộc sơ sơ. Nhưng mà để chắc ăn thì anh em nên nhìn lên những cái ống. Cái ống này thì thường những ống xịn á thì nó sẽ có ngày tháng sản xuất. Và đây. Đó, ống này nó có ghi rõ luôn nè, bảo hành ISO. Để xem có bên nào nó hiện ra hay không. Trong mua đồ thì nè, đây của Hoa Sen nha mọi người. Chuẩn nè. Đây. Ok. Để coi phi bao nhiêu. Phi 315 lần. Đấy. Nhiều khi nhìn mình thấy không ra của cái nhà. Người ta đang cẩu khu vực này, người ta đang xuống các cái cọc bê tông. Nếu mọi người xem video trước thì biết là những cái cọc này người ta sẽ đóng dọc cái khu vực bờ kè bên ngoài này nha, để nó giữ cái mặt bờ kè không sạt lở nữa, tại vì khu vực này chỉ là san đất qua thôi. Ngày xưa là nó kiểu cũng hơi dúng đầm lầy đất bùn bây giờ đang xuống những cái cọc như thế này. Đây, cặp vuông này nè, đóng. Đấy. Ok, dưới kia thì đóng rồi. Anh em xem đoạn video trước thì biết là người ta đã đóng xuống rồi. Bên này như vậy nè. Đó, hôm nay là di chuyển lên trên này đã đóng. Giữ là rất là đẹp. Giờ mà đi bộ xuống đấy cũng thấy mỏi chân luôn á. Ok, anh em nào quan tâm Antara IV nha, thì có một số chủ nhà liên kết thông qua các anh em khác. Đấy, nếu mọi người xem video và muốn sở hữu một căn hộ ở đây Antara Phú Tài Resident, đấy, thì liên hệ với Thi nha. Nói chung thì tạo cơ hội cho nhau thôi, chứ bên ngoài thì cũng nhiều anh em bán lắm, rồi cũng nhiều khách hàng sang nhượng lắm. Tin tưởng vui vẻ thì chúng ta hợp tác cho nhau nguồn sống đó mà. Thì sẽ cố gắng tìm căn đẹp, giá cả hợp lý cho anh em. Còn anh em thì mua quà hàng qua Thi thì Thi được hưởng hoa hồng. Đấy. Hôm nay thì theo quy định mới thì cần phải có cái chứng chỉ. Đấy, mà nếu mà Thi nắm khách thì bên kia họ yêu cầu chứng chỉ. Còn nắm khách, mình nắm chủ thì mình phải có chứng chỉ. Không có chứng chỉ là tiêu. Không có. Ok, tạm thời thì chúng ta đã cập nhật xong cái tiến độ của khu vực nhà rầm, cũng như video ngày hôm nay cũng khá là dài nha anh em. Chúng ta đã di chuyển từ khu vực bị tắc thành qua tiến độ, xem tiến độ của khu vực
công viên Đống Đa, những hình ảnh xinh đẹp ở đó. Rồi cũng bán đắt ở Ngọc Hồi, mặc dù không có chủ. Bây giờ tiếp tục bán căn hộ Atara, mặc dù chưa có khách. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Và rất hy vọng là chúng ta sẽ có những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Và nếu như mà xem thấy thích thì mọi người thì cho thêm một like, một comment để kênh phát triển hơn. Đó. Hẹn gặp lại tất cả.